Sáng ngày 2 tháng 6, đoàn lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đi thăm chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2022 ở quận Phú Nhuận. Đoàn tới thăm cụ Nguyễn Thị Yên Thảo, sinh năm 1932, ngụ đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, và cụ Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1932, ngụ đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận. Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt của cụ Thảo và cụ Liên. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải kính chúc cụ Thảo, cụ Liên sống vui, sống khỏe cùng con cháu, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo. Dịp này, đoàn tặng bằng mừng thọ, hoa và quà chúc mừng các cụ nhân kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam.